cầm đi. Cửa này được, cầm âm thanh sáng thì anh quay cho. Đây. 2 mấy triệu luôn. Đây bảo anh Nam mày cho. Nam cầm âm thanh sáng. Đây em cầm cho. Đây. À thôi Nam đang live mà. Đây. Thì Hương thì ăn em cầm cho. Ok, em cứ coi em quay đi. Đẹp luôn. Nhìn rõ bằng này nhá. Đúng rồi, để rõ ba người ra. Ôi, con giấu gì nào? Anh Huy, anh có mang giấy khai iPhone không? Không luôn. Hỏi nhầm người không này? 3, 2, 1, bắt đầu. Đi xem phim rồi. Ok ạ. Sao mồm anh thối thế? Thì thơm ấy. Tiếp điểm 4 là cái máy chĩa vào kiểu chân như các ai đồ luôn. Thế mọi người được rồi. Ngồi đấy. Nó nhạt quá. Nhạt quá, giật kim lần cuối. Đúng rồi, nhạt quá. Lần cuối nhạt đi ạ.